Chào tất cả quý vị và các bạn, hiện tại Thanh Thùy đang có mặt tại làng hoa Tân Quy Đông thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và thực sự là khi vừa mới đặt chân tới nơi đây thôi là Thanh Thùy đã cảm thấy vô cùng thích thú và tuyệt vời. Tại vì nơi đây có rất là nhiều loài hoa đang khoe sắc. Và chính vì điều đó mà ngày hôm nay Sắc Màu của Phố sẽ đưa quý vị tham quan khu vực này. Và đặc biệt là trong dịp cận Tết như thế này thì chúng ta sẽ tham quan xem thử là khu vực này có điều gì đặc biệt quý vị nhé. Nào hãy cùng theo chân Thanh Thùy nha. Chú đang làm gì vậy chú? Chú đang chăm sóc nhổ cây cỏ những cái bông nó héo. Dạ, chú đang làm chăm sóc cây gì đây? Cái cây này là đây là cái cây sao băng. Cây sao băng. Cây sao băng, còn bên đây là cây dạ yến thảo rủ. Dạ. Đây là cái cây hướng dương lội lùng. Vậy là không biết là ở cái khu vực của cơ sở của mình á, thì thường là trồng những cái loại hoa gì chú ha? Ở đây thì chú thường là ngày thường á, 12 tháng thì 11 tháng thì chú sẽ trồng những cái loại cây công trình, trồng ngoài nắng ngoài ấy. Còn những cái trong dịp Tết này thì chú trồng một số hoa truyền thống của hoa Sa Đéc, gồm có nhãn thọ, gồm có dâu dừa cạn, người sắc pháo, thì những cái cây nào có màu sắc rực rỡ, cúc thì chú sẽ trồng những thứ đó để phù hợp đến cái truyền thống của cái làng hoa và phù hợp đến cái cuộc sống của người dân đang yêu cầu. Không biết là năm nay thì thời tiết có thuận lợi hay là khó khăn gì trong cái mùa vụ của mình không chú ha? Thời tiết năm nay thì nó thuận lợi rất nhiều so với năm rồi. Năm rồi thì mưa gió thất thường, cỡ này còn mưa, thành ra từ đó mà ảnh hưởng số hoa năm rồi là nó cũng khá. Còn năm nay thì nó nào ngay, thời tiết năm nay nó phù hợp đúng mùa, đúng theo yêu cầu của người dân để phục vụ những cái loại những chậu hoa. Wow, đẹp quá, đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Mời những bông hoa giả quỳ vô đi. Những bông hoa giả quỳ. Ồ, đẹp quá. Không biết là thường thì vào ngày mấy là mình hoa ở đây mới nở, gọi là nhiều quá chứ, nở rộ luôn. Nở rộ là bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày rằm, ngày 16. Rồi bắt đầu ngày 17 là có bạn hàng sẽ rút đi tới ngày 25, 26 Tết là dứt điểm. Bởi vì những cái ngày đó thì nó sẽ rút đi đem mình đeo cung ứng cho các tỉnh để làm cái đường hoa là chủ yếu. Rồi những người dân đến đây mua đem về để trang trí nhà cửa. Rồi còn cù lại một số nào cù cặn thì mình sẽ đem đi chợ bán. Dạ. Vậy thì thường là mình sẽ tiêu thụ ở những tỉnh thành nào chú? Khắp cả nước. Dạ. Trừ ra là có một số tỉnh ở ngoài Sa Pa là chưa đi tới thôi, nhưng mà ngoài Hà Nội đồ, Hải Phòng đồ với dài ngoài là đều có đi hết. Dạ. Nhưng mà mạnh nhất là ở Đà Nẵng với ở Phú Quốc. Hàng năm thì cứ vào dịp Tết á, cận Tết như thế này á thì mình tiêu thụ được nhiều hơn chú ha? Thì gần Tết nó tiêu thụ rất mạnh, nhưng mà đối với năm nay khách tham quan rất nhiều. Nhiều khách tham quan đi tham quan là năm nay mua sắm cũng nhiều. Hình như năm nay mua sắm cũng khoảng không dưới giá cỡ khoảng 40% người đi mua. Ví dụ 100 người phải có từ giá 40. Con thấy là người dân ở rất là nhiều tỉnh thành khác cũng về đây để du lịch tham quan, thì không biết là ở đây là mình cho tham quan tự do chút. Cái đây là cái tham quan tự do, hướng tới đây thì chắc có thể là cũng một vài hộ muốn làm cái trồng hoa trải nghiệm để cho giữ được một số hoa, giữ lại được một cái nét mùa xuân để cho người dân đến chụp ảnh xem những cái khu nào đó thôi. Con cảm ơn chú nhiều ạ.
Cảm ơn thì xin mời về. Cháu sẽ đi tham quan những cái loại hoa đang nở trước đây dạ, để đi ngắm nghía hoa. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Mình đi trước ha. Đậu bầu ca đấy thì khác nào bỏ đi không đầy đủ lắm đâu để đó thì không biết sao chứ qua đó 15 là tôi đỡ đầu là biết sao thử em bán. Ra đi. Ra gần mà. Rồi. Ok. Đi đi. Đi đi. Dính sân kia. Không đi. Cứ đi. Sợ bẩn. Đâu, rồi đi. Đi đi cho con rồi. Đi nữa đi. Hết đi được.
rồi, kia, đấy. Thằng nữa, rồi. Đứng, thẳng như vậy này. Đứng ngay. Giang tay giang chân đó. Giang lên chân. Rồi đi xem nào. Rồi. Lùi lại đi nữa. Rồi. Không không chạy, không rồi. Đi đây, đi đây. Không cần à? Thường trải nghiệm phải có thuê chứ. Sao thành cầu ấy, đúng rồi. Đi. Đây. Rồi. Lấy đi. Rồi ok, máy chạy. Đẹp đâu, xe lắm, xe lắm. Ừ, đẹp. Nó có màu đỏ nữa kìa anh.
Đi đây. Đi đi, đi tiếp đi. Đẹp này. Vâng, thưa quý vị, vậy là Thanh Thùy đã kết thúc chuyến tham quan làng hoa Tân Quy Đông, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Thực sự là có đến đây Thanh Thùy mới có thể biết và cảm nhận được vẻ đẹp của làng hoa trứ danh này. Hy vọng là với địa điểm mà sắc màu của phố mang đến cho quý vị ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình một lựa chọn nữa để có thể cùng với gia đình của mình vui chơi tham quan vào dịp Tết. Đến đây thì quý vị không chỉ là nhìn ngắm những loài hoa đẹp mà chúng ta còn có thể lựa chọn cho gia đình của mình những bông hoa tươi đẹp nhất để góp phần tô điểm thêm cho ngôi nhà xinh xắn của mình, đồng thời là mang đến cho gia đình của mình những điều may mắn nhất trong dịp Tết quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào.
bầu ca đấy thì khác nào bỏ đi không đầy đủ lắm đâu. Rồi đi xem nào. Rồi. Lùi lại đi nữa. Rồi. Không chạy, không chạy.